đang ăn cơm tối cùng đồng đội. Chuông điện thoại của Trung tá Trần Văn Dũng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Quốc, Kiên Giang chợt reo vang. Một quần chúng ngụ tại tổ 1 ấp 4 thị trấn An Thới cấp báo vừa phát hiện xác chết một phụ nữ bị vùi trong bùn bên bờ suối Lỡ gần sông Cầu Sấu, khu vực giáp ranh giữa ấp 4 thị trấn An Thới với ấp suối Lớn xã Dương Tơ. Ngay lập tức, Trung tá Trần Văn Dũng cùng 8 cán bộ chiến sĩ kịp thời có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân là một phụ nữ khoảng 35 tuổi. Trên cơ thể có nhiều vết đâm hiểm ác rất sâu bởi vật sắc nhọn. Chắc chắn nạn nhân tử vong do bị mất máu và tổn thương cơ quan nội tạng. Những dấu vết trên cơ thể chứng tỏ hung thủ đã ra tay sát hại rất tàn độc. Trong khi việc khám nghiệm đang được tiến hành, các điều tra viên bất ngờ nhận được tin chị Trần Thị Dư, sinh năm 1974, ngụ ấp 4 thị trấn An Thới mất tích. Căn nhà của chị Dư cách nơi hiện trường khoảng 160m. Ngay lập tức, các trinh sát có mặt tại nhà chị Dư. Con gái lớn của chị Dư cho biết, mẹ em ở nhà một mình. Khi em về nhà không thấy mẹ đâu. Trên sàn nhà, vách và nhiều vật dụng khác loang lổ nhiều vết máu. Nghĩ rằng mẹ gặp nạn nên em vội vàng chạy ra sân kêu cứu. Qua nhận dạng, nạn nhân bị vùi dưới bùn chính là chị Trần Thị Dư. Nhận thấy đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Phú Quốc quyết định thành lập tổ công tác do Trung tá Trần Văn Dũng trực tiếp chỉ huy phá án. Ngay trong đêm, việc khám nghiệm nhà chị Trần Thị Dư được tiến hành. Tủ quần áo nhà nạn nhân có dấu vết bị cậy, đồ đạc lục tung. Dưới sàn có nhiều vết máu, dù đã bị chùi xóa nhưng vẫn còn dấu vết. Người thân của chị Dư cung cấp thêm thông tin, chồng nạn nhân sống bằng nghề biển, cứ chiều đi, sáng hôm sau về. Vợ chồng họ có 2 đứa con, đứa lớn đang học cấp 3, đứa nhỏ hàng ngày được gửi chơi bên nhà bà ngoại cách đó không xa. Nạn nhân ngoài công việc nội trợ còn có quan hệ làm ăn thêm với người dân địa phương. Trên người thường đeo nhiều vòng vàng nữ trang. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Việc truy tìm hung thủ gây án thật không hề đơn giản. Nhất là khu vực này có nhiều tàu đánh cá, cả tàu của gia đình nạn nhân ra vào thường xuyên, với hàng trăm ngư phủ, đa số từ nơi khác đến. Cơ quan điều tra xác định hung thủ là người quen biết nạn nhân và chưa thể cao bay xa chạy sau khi gây án. Do đó, Trung tá Trần Văn Dũng nhanh chóng tập trung toàn bộ lực lượng khẩn trương truy tìm. Quanh khu vực nhà chị Dư dân cư khá đông, hầu hết là dân nghèo, có nhiều thành phần phức tạp. Gần đây xuất hiện tệ cờ bạc số đề. Cách đó không xa có những lùm cây rừng có dại tùm, hiện trường bị xáo trộn. Công an Phú Quốc đã tổ chức phát động phong trào tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân, đồng thời chỉ đạo lực lượng triển khai đồng loạt biện pháp nghiệp vụ. Sau khi sàng lọc hàng chục đối tượng, các trinh sát thấy nổi lên nghi can Nguyễn Văn Trọng, tự Bảo, sinh năm 1984, trú ấp Xẻo Lá, xã Tân Thạnh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Trọng là người làm công cho gia đình chị Dư. Cách hôm xảy ra vụ án 2 ngày, Trọng xin chồng chị Dư nghỉ làm với lý do bị bệnh, mệt mỏi. Vậy nhưng, nhiều người nhìn thấy Trọng đi quán uống cà phê, tán dóc, chơi bi-a, thả phanh suốt ngày, hoàn toàn không giống người mắc bệnh. Ngoài ra, còn một điểm mấu chốt khác là chiếc dép thu được tại hiện trường giống đôi dép mà Trọng thường mang. Cùng với nhiều tình tiết khác, các điều tra viên cho rằng Trọng là nghi can số 1. Các trinh sát quyết định mời Trọng về trụ sở công an thị trấn An Thới để làm rõ. Ban đầu, Trọng tỏ thái độ bất hợp tác với cơ quan điều tra. Y luôn miệng kêu oan cho rằng các trinh sát bắt nhầm người. Bằng lời lẽ hùng hồn, Trọng trưng ra nhiều chứng cứ ngoại phạm. Trọng nói vào thời điểm xảy ra án mạng, anh ta đang uống cà phê, có nhiều người nhìn thấy. Hơn nữa, Trọng không thù không oán bà chủ, sao bỗng dưng lại nhẫn tâm ra tay giết người. Thậm chí Trọng còn lập luận y là trụ cột gia đình, không dạy gì làm liều, gây liên lụy đến cuộc sống vợ con. Tuy nhiên, lý lẽ ngụy biện của Trọng đã không qua được sự đấu tranh sắc sảo, kiên trì của Trung tá Trần Văn Dũng và Đại úy Trần Hữu Chương,
đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Phú Quốc. Các điều tra viên vừa kiên trì đấu tranh kết hợp cảm hóa, giáo dục đối tượng, đồng thời tiếp tục thu thập chứng cứ để đấu tranh tội phạm. Khi các điều tra viên yêu cầu khám người, Trọng tái mặt, run lẩy bẩy. Trên cơ thể y có nhiều vết trầy xước còn mới nguyên, không thể lý giải được nguyên nhân. Nhận thấy hành tung đã bại lộ, Trọng gục đầu kể lại toàn bộ quá trình phạm tội. Do cuộc sống ở đất liền khó khăn, nên đầu năm 2010, Nguyễn Văn Trọng đưa vợ con ra huyện đảo Phú Quốc sinh sống. Trọng đến nhà chị Trần Thị Dư, chủ tàu cá, để xin làm ngư phủ. Được chị Dư tạo công ăn việc làm, thay vì chuyên tâm lao động nuôi sống gia đình, Trọng lại tiêu xài vô độ, khiến y luôn thấy túng thiếu. Hằng ngày đi làm, thấy chị Dư đeo nhiều nữ trang, Trọng nảy sinh ý định giết cả ân nhân để chiếm đoạt tài sản. Một kế hoạch giết người tỉ mỉ được gã ngư phủ tàn ác âm thầm lên kế hoạch. Ngày 11 tháng 8, Trọng báo mệt, xin không đi theo tàu cá. Đến sáng 15 tháng 8, Trọng qua nhà chị Dư hỏi mượn tiền, nhưng chị Dư hẹn chiều. Đầu giờ tối, Trọng thủ sẵn dao nhọn sang nhà chị Dư. Lúc này, chị Dư ở nhà một mình và đang ngồi sử dụng máy vi tính. Vào nhà, Trọng vừa cất tiếng hỏi: "Chị Dư, có tiền cho tụi em mượn chưa?" Nghĩ Trọng là người làm công cho gia đình, nên chị Dư không đề phòng, mắt vẫn nhìn vào màn hình vi tính. Trong khi Trọng xuất hiện từ phía sau lưng và đang cầm dao. Nghe Trọng nói, chị Dư trả lời: "Chị đã cho con gái cầm tiền qua nhà cho em rồi mà." Chị Dư vừa dứt lời, cũng là lúc Trọng dùng dao đâm liên tiếp vào người chị. Bị trúng nhiều nhát dao ác hiểm, chị Dư gục xuống. Trọng nhanh chóng kéo xác chị Dư ra bên hông nhà. Kiểm tra thấy nạn nhân đã chết, Trọng bắt đầu gỡ hết số bông tai, nhẫn, vân vân. Sau đó, y vào nhà lấy một điện thoại di động và vào buồng cậy tủ lấy hộp nữ trang. Gom tài sản xong, Trọng phát hiện các vết máu trên nền nhà, nên cẩn thận dùng nước rửa sạch nhằm xóa dấu vết. Đồng thời, y kéo xác chị Dư đến mương bùn dìm xuống nhằm phi tang. Sau đó, Trọng đem giống tài sản vừa cướp được vào bụi cây gần nhà, còn cây dao gây án vứt xuống sông để phi tang. Y bình tĩnh về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, khi được mời về trụ sở công an thị trấn An Thới, Trọng không thể lý giải được nguyên nhân vì sao trên cơ thể y lại có nhiều vết trầy xước còn mới nguyên. Vì sao đôi dép mà Trọng thường mang lại được các điều tra viên thu được tại hiện trường vụ án? Mặc dù hung thủ rất ma mảnh, chuẩn bị kỹ kế hoạch gây án, dựng cả chứng cứ ngoại phạm để đối phó khi xa lưới, nhưng cuối cùng, để lấy oán trả ơn, kẻ sát nhân đã phải đền tội cho hành vi tàn độc mà mình đã gây ra